Ngày hôm qua thì tôi có lên một clip để khui thùng mẫu tủ Hitachi 735 lít sản xuất năm 2023 và năm 2024, model mới nhất, một model là 74T với mức giá bán cam kết rẻ hơn thị trường ít nhất là 5 triệu. Thì có một anh khách có nhắn tin cho tôi là em ơi, nhà anh đông người và anh rất thích mẫu tủ như vậy. Thế nhưng mà tiền không đủ em ạ. Thì em có mẫu tủ nào mà cũng to như vậy mới mà giá lại rẻ hơn không em? Thì trong ngày hôm nay tôi sẽ lên cho các bạn một mẫu tủ Hitachi model 735 lít hàng trưng bày với một ưu đãi cực khủng luôn. Ưu đãi cực khủng là cái gì thì các bạn hãy theo dõi thêm một chút nữa để xem cái phần thú vị ở phía đằng sau các bạn nhé. Đây là một mẫu tủ Hitachi màu đen gương, gọi là gương thủy, chúng ta để soi gương được như thế này. Anh khách này rất thích mẫu tủ này cũng vì lý do là nó là mặt đen gương. Anh khách bảo vợ anh thì chịu khó lắm, suốt ngày ở trong bếp, thế nên là vấn đề mà nó bám vân tay thì vợ anh lau được. Đó. Thì vấn đề về khắc phục được cái điểm yếu của nó là bẩn rồi thì đổi ngược lại thì nó sẽ là một con tủ có cái mặt kính rất to và chúng ta sẽ làm gia tăng cái không gian nhà bếp của chúng ta bằng cái mặt kính này. Đó, đúng ạ, bình thường trong nhà bếp của chúng ta thì chúng ta còn phải lắp thêm gương mà. Đó, thì đây là một tấm gương rất to để phản chiếu lại không gian nhà bếp của chúng ta. Có một cái điểm yếu nữa mà chúng ta chưa để ý đến, đấy chính là nếu chúng ta dùng một mẫu tủ đen gương như thế này thì cái khoảng thời gian mà để chế biến một bữa ăn ấy trong gia đình của chúng ta ấy nó sẽ tăng lên rất là nhiều, tăng lên đáng kể. Vì sao? Tại vì mỗi một lần mà các chị mà lấy đồ ăn thì các chị lại đứng soi gương mất khoảng 5 phút thì cái khoảng thời gian nấu ăn nó sẽ gia tăng, thì các anh chồng hãy cân đối về cái vấn đề này là chúng ta lường trước các cái sự việc để khi mà mua về thì chúng ta không cảm thấy là bỡ ngỡ. Ở đây là mẫu tủ đen thì nó sẽ đen toàn tập luôn, thành cũng đen, viền cũng đen, mặt kính cũng đen. Đó. Mặt kính này thì tại một số những cái góc nhìn khác nhau thì chúng ta nhìn thấy nó hơi màu ánh xanh. Đấy, chứ còn thực chất nó là màu đen gương các bạn nhé. Với kiểu màu đen liền khối như này, kèm theo việc là cái diện tích bề mặt của nó lên đến 88 cm thì nó tạo cho chúng ta một cái tủ nhìn rất là bề thế các bạn nhé. Khi mà để vào trong cái khoang tủ bếp của chúng ta, để trong nhà chúng ta thì nó nhìn nó rất là đẹp hoành tráng. Nó cân đối, đúng không ạ? Không bị dai tủ. Ở mẫu tủ này thì cũng như mẫu tủ hôm qua tôi khui thùng năm 2024 thôi, cũng được trang bị là một bảng điều khiển cảm ứng ở đây. Cái này thì tôi sẽ có clip hướng dẫn và ảnh dịch tiếng Việt. Chúng ta sẽ rất dễ sử dụng thôi. Clip hôm qua là tôi khui thùng tủ mới nên tôi không cắm điện được. Còn đây là một con tủ hàng trưng bày, chính vì vậy nên là tôi cắm điện được. Đó. Để tôi cho các bạn xem. Bên dưới này cũng được trang bị hai cửa mở điện trợ lực. Đó, chúng ta ấn vào thì cửa sẽ tự mở. Đấy là về cái công nghệ bên ngoài. Còn về bên trong thì sao? Về đến bên trong thì đây là cái combo. Đấy, trước khi chúng ta mở cái tủ ra thì tôi muốn nói trước ở đây là một cái combo khuyến mãi tặng kèm tủ. Đấy, gồm rất nhiều thứ. Đây chúng ta cùng xem. Đấy, khu vực bên này là chúng ta sẽ được tặng là 6 lon bia. Khu vực bên dưới này sẽ được tặng là 3 chai rượu và 3 chai cái nước gọi là nước trà, trà sữa. Khu vực bên này thì sẽ được tặng 2 chai vang, 3 chai rượu và rất là nhiều các cái đồ uống khác. Đấy, khu vực bên dưới này tí nữa các bạn xem cũng được tặng rất là nhiều nhiều thứ. Đây. Rất nhiều thực phẩm được hãng gửi tặng kèm. Thực ra người Nhật họ rất là cẩn thận chu đáo. Họ gửi tặng kèm luôn cả thực phẩm cho chúng ta. Khu vực bên dưới này cũng vậy. Rau củ tha hồ luôn. Đó. Rất hấp dẫn đúng không ạ? Nói vui vậy thôi. Chứ còn đây là những cái mà mô hình mà để khi mà họ trưng bày ở siêu thị đấy. Để họ trưng bày để cho chúng ta xem là khi chúng ta để đồ ăn vào thì nó sẽ như thế nào và chúng ta để được bao nhiêu đồ ăn. Đấy, tại vì nhiều khi tôi lên tôi bán tủ hoặc tôi lên clip tôi nói tủ trưng bày, rất nhiều khách hàng phản biện là chắc gì đã phải tủ trưng bày, có phải tủ trưng bày thật hay không, hay là ông mua hàng bãi ông nói là tủ trưng bày. Thực chất là không thể làm như thế được các bạn ạ. Đấy, cái gì nó ra cái đấy chứ. Trưng bày là trưng bày, mà mới là mới và bãi là bãi chứ. Làm sao chúng ta có thể đánh đồng quan điểm như vậy được? Đó, thì đây là một mẫu tủ trưng bày 735 lít đến từ thương hiệu Hitachi. Và chúng ta mua một cái tủ trưng bày như thế này thì chúng ta sẽ rẻ được đi đâu đấy khoảng 20 triệu so với lại mẫu tủ mới. Đó, là một cái mà tôi muốn nhấn mạnh. Thì những khách hàng mà đang muốn mua một con tủ to, đẹp, mới với một mức giá vừa phải thì đây là một cái lựa chọn
mà chúng ta cân đối để chúng ta sở hữu nó. Đừng bỏ qua mẫu tủ này, thực sự rất là lãng phí các bạn ạ. Hai khay trên này sẽ là hai khay kính chịu lực. Đấy, khu vực dưới này sẽ là khay nhựa để chúng ta có thể tháo rời một cách dễ dàng để chúng ta gia tăng khoảng cách để những cái chai nọ. Khu vực này sẽ là công nghệ kép hút chân không và cấp đông mềm. Đấy, đá rơi tự động. Nói về công nghệ thì nó đầy đủ tất cả mọi công nghệ ở con tủ này rồi, vì đây là một mẫu tủ đắt tiền nhất, cao cấp nhất, cũng là cái gì cũng nhất luôn ở bên Nhật. Đó. Ví dụ như là đá rơi tự động này, làm lạnh tạo ẩm này, khử mùi diệt khuẩn này, hút chân không, cấp đông mềm này, đấy, đầy đủ hết các bạn nhé. Rất tuyệt vời. Khu vực trên này sẽ để đồ ăn chín, nước uống và quả. Khu vực dưới này sẽ để đá rơi, để kem sữa chua, để thịt cá hoặc để kem sữa chua ở bên này đều được hết các bạn nhé. Đó. Khu vực dưới này thì là một ngăn đông. Đấy, để chúng ta sẽ để thịt cá lâu ngày rất rộng để được nguyên cả con trâu luôn đấy. Khu vực dưới này là một ngăn mát để chúng ta để rau củ, để nguyên vườn rau này trong này cũng được luôn. Đấy, công nghệ Platinum kiểm soát độ ẩm ở độ ẩm 90% là độ ẩm tốt nhất để bảo quản rau củ. Chắc chắn là sẽ không làm các bạn thất vọng đâu ạ. Đó. Chúng ta cùng xem lại nó một lượt nữa. Một thông tin mà chúng ta rất quan tâm đấy là thông tin về giá. Thì với mẫu tủ mới nguyên thùng chúng ta phải bỏ ra hơn 70 triệu. Thì mẫu tủ này chúng ta chỉ cần bỏ ra hơn 50 triệu thôi các bạn nhé. Cũng như đã hứa thì từ giờ đến cuối năm sẽ rất nhiều các cái siêu phẩm tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, máy lọc khí, máy hút ẩm, máy lọc nước tạo kiềm sẽ về để phục vụ các bạn thời điểm cuối năm. Và đa số là các hàng trưng bày, hàng dùng lướt mua đấu giá các bạn nhé. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi các clip tiếp theo của tôi để đón xem những cái siêu phẩm mới. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.